Bài số 37 chúng ta học về cái những cái nội nội quy ở trong ký túc xá, tức là chúng ta những cái việc mà chúng ta sống cùng với nhau trong ký túc xá khi ở bên Hàn Quốc chẳng hạn nhá. Ở bên Hàn Quốc thì chúng ta các chủ lao động đối với những người làm về ngành sản xuất chế tạo ấy, thì các chủ lao động thường là sẽ cung cấp ăn và ở nhá. Giả sử không có ký túc xá hoặc là nhà container cho các bạn ở thì các chủ lao động thường là sẽ là cho các bạn tiền để các bạn đi ở bên ngoài, hoặc là người ta sẽ thuê chung cư và chia ra nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học về bài về liên quan đến ký túc xá, đó là suri muren kok tadeupsida tadeupsida, đây là hãy đóng lại đúng không ạ. Tiếp theo kok này, đây là nhất định. Suri mun là cửa ra vào, chul ip mun mun là cái cửa, chun là ra, ip là nhập, ip là vào, cái cửa ra vào chúng ta nhất định phải đóng cửa ra vào. Thì bài này chúng ta sẽ học về thông báo những việc chú ý trong ký túc xá. Khi ở trong ký túc xá của người Hàn Quốc thì chúng ta nên chú ý những cái gì, bởi vì ký túc xá người Hàn Quốc và ký túc xá người Việt Nam chúng ta là khác nhau đấy nhá. Và đặc biệt ở bên nước ngoài thì người ta thường là nước nào sẽ ở cùng với nước đó, chứ ít khi mà trộn lẫn vào nhau đó để ở lắm ạ. Trừ khi Việt Nam, Trung Quốc với Hàn Quốc thì sẽ có thể là ở được cùng với nhau. Đây, tiếp theo, động từ đi với pờ hoặc là ướp si đà. Đây là cái đuôi câu rủ rê cùng nhau làm việc gì đó. Tiếp theo, động từ đi với nâng đông an, tức là trong lúc làm một việc gì đó nhé. Đông an là trong khi làm việc gì đó. Và từ vựng hôm nay chúng ta sẽ học về từ vựng về ký túc xá, đó là ký túc xá. Và từ vựng số 2 đó là neng nan bang ki. Neng là lạnh, nan là nóng, bang là phòng, ki là cái máy, thì máy điều hòa nhiệt độ và sưởi, tức là máy điều hòa nhiệt độ hai chiều ấy. Tiếp theo là chung bu mun hoa, thì là phần thông tin và văn hóa. Chúng ta có han gu ke chu cơ thương thể, là hình thức cư trú của người Hàn Quốc, là người ta đang ở như thế nào thì chúng ta cũng tìm hiểu luôn trong phần này. Đầu tiên phần hội thoại số 1 thì nó rất là đơn giản, người ta đưa một cái bảng thông báo ra, đó là chính là kê chữ phan, là bảng thông báo, và trên đó có ký túc xá xe hoang kyu chik, đấy là nội quy ký túc xá, nội quy sinh hoạt ở ký túc xá. Ở đây chúng ta lưu ý là có 8 điều nội quy này nhé. Và khi chúng ta không thuộc được nó bằng tiếng Hàn thì ít nhất chúng ta thuộc nó bằng tiếng Việt được nhé. Là sau, khi xúc xa kyu chích là quy tắc hoặc là những cái nội quy. Khi xúc xa là ký túc xá. Cha là chích kêu chú rêu, chích kêu là hãy thực hiện. Cha là tốt, hãy thực hiện tốt những cái quy tắc hoặc nội quy ký túc xá sau. Số 1 này. Bang ke kức thage chân xô hóc chi đà, phòng ký túc xá của bạn phải được giữ sạch sẽ, tức là đây pang là phòng này, ke kức tha đà là sạch sẽ này, chân xô hát đà là dọn vệ sinh này, chúng ta hãy dọn vệ sinh sạch sẽ phòng của mình. Thứ hai, phốc tô là hành lang, na là hoặc, phốc tô na kê đàn là cầu thang. Đấy, hành lang và cầu thang ấy. Ke kức tha ghê sa yông hóc chi đà, sai dùng hata là sử dụng, thì câu này có nghĩa là ở hành lang và cầu thang nên được giữ sạch sẽ, hoặc là chúng ta có thể nói là nên hãy sử dụng sạch sẽ hành lang và cầu thang nhé. Tiếp theo, xe taxi qua, xe taxi là phòng giặt, là phòng 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 giặt đấy, phòng mà có cái máy giặt đấy. Chao xin là phòng tắm. Qua đây là và. Xe tắt xô qua sau xin là sai dông hăn phù hề nên sai dông hà đà là sử dụng. Nờ ngu là sau. Đấy, sau khi sử dụng cái phòng tắm và nhà vệ sinh, cái phòng tắm và cái phòng giặt đồ ấy, thì chàng chân ni hấp si đà là hãy sắp xếp gọn gàng. Nhá, phòng giặt và phòng tắm cần được giữ sạch sẽ sau khi sử dụng, hoặc phải chúng ta dịch ra hãy sắp xếp gọn gàng.
Tiếp theo là khun sô đi đô tơ tuân chi mắc chi đà. Tơ tuân là làm ồn, chi ma xe ô chi mắc chi đà chính là đừng làm ồn bằng cái tiếng động lớn ở trong khi túc xá. Chúng ta đừng làm ồn lớn trong khi túc xá. Số 5, khi xúc xa e we buin te đi go o chi mắc chi đà. Te đi go o ta là dẫn về nhá, không được đưa người bên ngoài vào trong ký túc xá. We buin là người ngoài, khi xa e vào ký túc xá. Tiếp theo, ba ngày giờ cho đi kỳ cụ rân sa yong ha chi mắc chi đà. Cho đi kỳ cụ đây là những dụng cụ nấu ăn không được sử dụng. Đừng sử dụng những cái dụng cụ nấu ăn ở trong phòng, tôi không nấu ăn ở trong phòng. Quê chun hai tên ơn khi đi ra ngoài chú đi mù rân cốp tá dấp chi đà. Khi đi ra ngoài thì nhất định phải đóng cửa ra vào. Khi xúc xa si sơn vô đi ha sơn tuyên miền. Khi xúc xa là khi xúc xa, si sơn là những cái si sơn vô là những cái trang thiết bị. Ha xuân tuy là bị phá hủy, bị hỏng. Trước si đây là ngay lập tức hoặc là kịp thời. Quan ni nege tới người quản lý. Coco hata là báo cáo. Coco hapshida là báo cáo. Tức là bất kỳ có thiệt hại cơ sở vật chất nào thì cần được báo cáo ngay cho nhân viên hoặc báo cáo ngay cho người quản lý. Đây là 8 cái nội quy mà chúng ta nên lưu ý trong cái phần mà chúng ta ở trong ký túc xá của người Hàn Quốc hoặc là chúng ta sang bên Hàn Quốc, chúng ta lưu ý những cái nội quy như thế này. À, bây giờ thì các bạn nhớ được 8 cái nội quy chưa? Chưa. Chưa. Một này, cứ đếm 8 ngón tay thôi. Một là phải dọn cái phòng mình sạch sẽ. Được. Thứ hai là ngoài phòng mình cầu thang với hành lang cũng phải sử dụng kẽ. Đây, phòng giặt và phòng tắm thì sắp xếp gọn gàng. Trong công ty đấy là mấy cái điều kiện về phòng ở. Tiếp theo, đừng làm ồn, đừng dẫn người ngoài vào, đừng nấu ăn, khi đi ra ngoài nhớ đóng cửa, và khi có đồ vật gì bị hỏng thì phải báo ngay cho quản lý. Có 8 cái thôi. Ai đã nhớ 8 cái này rồi ạ? À, bạn Hiếu có nhớ không ạ? Chưa nhớ hết được. À, bây giờ mời bạn Ngọc sẽ đọc từ đầu đến cuối nha. Từ khi ra xe hoang kim trích. Khi xúc xa xem hoan khu trích. Tha âm chi khi xúc xa cô chi cân. Chan chi kia chu xeo. Bang ơn kê kê kít. Kê kít ha kê. Chân su hấp si tạ. Bốc tô la kia kê. Bốc tô la kê ta nên kê kích ha kê sa dông hấp si tạ xe thác xin qua sao ui si ki si rin sa dông han hu e nên sao xin ngọc ơi sao xin sao xin sao xin sao xin ân sao xin ân sa dòng hàn hu e lân chan chung ri hấp si ta kinh kinh so ri ro tơ tân chi hấp sim map si ta ki xúc sai qua đây qua
cái gì cơ? Ký xúc số 5, ký xúc xa. Ký xúc xa ấy. Sao? Ký Số xúc 5 là xa sao e. không? Không. Đang chưa loát kịp. Ký xúc xa e. Qua pu y lân. U y lân. Tê ri cô. Ô chi. Máp si tạ. Pang e sơ. Chu ri. Ki cu đân. Sa dông ha chi. Máp si tạ. Tiếp theo chưa lên à? Qua chúc qua chun quê chun quê chun han quê chun han tê lên chu chu rip mù lên gốc ta tấp si tạ khi xúc xa si sơn mùi muni ba xuân tuê miên trúc si qua đi ine kê bô cô hấp si tạ. Đây, Ngọc phải luyện đọc nữa Ngọc nhé. Đọc đi đọc lại cho nó nhanh lên. Khi đọc nhanh được bài này thì những bài khác em sẽ đọc nhanh được đấy. Nào mời Trang đọc lại từ đầu nào. Này. Ki xúc xa heo hoan kêu chích. Ta ôm ki xúc xa kêu chích cười. Chan chi chi kêu chú xeo. Ban ơn kê kết ha kê trong sô hạp xí tả. Bốc tô na kê ta nơi kê kích ha kê sa yông hạp si ta. Xe thác xin qua sa vô xin bên sa yông han huê nân chan song chong ni hạp si ta. Cân sô ri rô tơ tân chi mạp si ta. Kỳ xúc xa e quê vụ y nơ tê ri cô ô chi mạp si ta. Ba ngày sơ chô ri ki cu rin sa yong ha chi map si ta we chun han te ne chu rim mu rin kok ta tup si ta ki sup sa si sơ si sơn mu ri pa sun tuê miên chức si qua ni in ne ke boko hap si ta boko hap si ta em ơi hap 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 si ta chào mời nghe hiểu. Ký xúc xa xa hoan kêu chích ta âm ta âm ký xúc xa kêu chích gần chan chi kia chú xeo ba ơn kia cứ tha kê chân sô hấp xì đà bô cô na kia ta nâng kia cứ tha kê xa rông hấp xa rông hấp xì đà xe thác xin qua xa quân xa quơ xin xa rông xa rông hăn huê nâng chan chân y hấp xì đà cân sô ri rô ta tức tơ tơ tân chi hấp xì đà kỳ xuất xa e vê bù y nâng teri teriko ochi mapsida pangeso chori kikuren sazong hachi mapsida wechun hantenen chulip churi chulip monen kot tatupsida kisusa
Kisuksa sisamunun asisamuni asun tremien. Chúc si quản lý in ekke poko hapsita. Nè, ok. Chúng ta nhớ 8 cái yếu tố nhá. Đầu tiên là dọn phòng rửa chẽ này. Nhá. Giữ cầu thang và hành lang sạch sẽ này. Phòng tắm và phòng giặt là phòng giặt ấy thì sắp xếp cho nó gọn gàng. Đừng nói to, đừng làm ồn to. Đấy, đừng dẫn người bên ngoài vào ký túc xá. Không nấu ăn ở trong phòng, khi ra vào thì đóng cửa lại. Nếu có đồ gì hỏng ấy thì báo ngay với quản lý. Ít nhất chúng ta nhớ 8 điều như thế. Còn nó trộn đi trộn lại, chúng ta cứ trộn thoải mái, miễn là nhớ được 8 điều như vậy. Nhá. Bây giờ chúng ta sẽ nghe.37과 출입문을 꼭 닫읍시다. 대화 1. 기숙사 생활 규칙. 다음 기숙사 규칙을 잘 지켜주세요. 1. 방을 깨끗하게 청소합시다. 2. 복도나 계단을 깨끗하게 사용합시다. 3. 세탁실과 샤워실을 사용한 후에는 잘 정리합시다. 4. 큰 소리로 떠들지 맙시다. 5. 기숙사에 외부인을 데리고 오지 맙시다. 6. 방에서 조리기구를 사용하지 맙시다. 7. 외출할 때는 출입문을 꼭 닫읍시다. 8. 기숙사 시설물이 파손되면 즉시 관리인에게 보고합시다. 공장에 나 연락 드려. 37과 출입문을 꼭 닫읍시다. 대화 1. 기숙사 생활 규칙. 다음 기숙사 규칙을 잘 지켜주세요. 1. 방을 깨끗하게 청소합시다. 2. 복도나 계단을 깨끗하게 사용합시다. 3. 세탁실과 샤워실을 사용한 후에는 잘 정리합시다. 4. 큰 소리로 떠들지 맙시다. 5. 기숙사에 외부인을 데리고 오지 맙시다. 6. 방에서 조리기구를 사용하지 맙시다. 7. 외출할 때는 출입문을 꼭 닫읍시다. 8. 기숙사 시설물이 파손되면 즉시 관리인에게 보고합시다. Ok, đấy là một số cái nội quy trong ký túc xá. Đầu tiên là chúng ta có số từ vựng này, chorikigo là dụng cụ nấu ăn này. Shiuta là dọn dẹp này. Webuin là khách này. Wechunata là đi ra ngoài này. Shisenmul là trang thiết bị này. Hason tuy là bị hỏng này, chức si là kịp thời này, Coco Hata là báo cáo. Thì các bạn lưu ý những từ vựng này nó xuất hiện. Nhá. Cái từ Wechun Hata rất là sử dụng hay sử dụng này. Các bạn trong công ty Hàn Quốc rất hay sử dụng những từ này. Nhá. Và từ vựng đầu tiên chúng ta học trong phần bài ngày hôm nay, chúng ta học về từ vựng về chủ đề ký túc xá, khi xúc xa. Đầu tiên chúng ta có pang là phòng này. Pokto là hành lang này, Ketan là cầu thang này, Surimun là cửa ra vào này, Setaxin là phòng giặt này, Chaoxin là phòng tắm này, Roommate là bạn cùng phòng, Quanin là người quản lý, có thể là bảo vệ hoặc là có phòng quản lý riêng này,
Kyujigun chikida chấp hành nội quy. Kyujigun okida là làm trái nội quy hoặc không chấp hành nội quy. Nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mỗi người đọc một lượt có 10 từ vựng đấy ạ. Nào vậy mời bạn Trang đọc trước. Nè, bang, bốc tô, kê tan, chu rim mùn, xe thác xin, xe hùa xin, dù mê, xe hùa xin, dù mê y thư, qua nê y, kiêu chi cưng, chi khi tả, kiêu chi cưng, ơ kỳ tả. Ok, mời bạn Hiếu ạ. Bang, bốc tô, kê tan, Julie Moon, xe taxi, xe vận xin, sao vận xin, xe vận xin, room mate, quan liên, Q chicken, Akita. Mời Ngọc. Bang bốc tô kê tan chu rít mùn mùn xe taxi chu rít mùn chu rít mùn xe taxi xiao ua xin Sao xin. Roommate y thử. Quan ni y. Kiêu chicken. Chi kita. Kiêu chicken. Ơ kita. Ok, tiếp theo là chúng ta qua động từ đi với upsida. Đấy, nếu mà động từ này có cùng đáy sẽ đi với up, tức là như này, động từ p hoặc là upsida. Nếu mà động từ không có cùng đáy hoặc động từ có cùng đáy là l thì sẽ thêm cái p vào làm phụ âm đáy. Nếu động từ có phụ âm đáy thì thêm up chi đà. Đấy, chúng ta xem ví dụ đây ạ. Cái này có nghĩa là chúng mình hãy cùng nhau làm gì đó. Đây là rủ nhau nhá. Đây ạ. Phúc tô ca chi chơ vun hẳn đê. Chi chơ vun hẳn đê là gì các bạn có nhớ không? Chi chơ vun hà là bừa bộn bẩn đấy ạ. Ibon chubare vào cuối tuần này. Kachi chiulkayo. Chiulkayo. Cuối tuần này chúng ta dọn nhé. De chuayo. Vâng, được đấy. Kureke hapshida. Chúng ta sẽ làm như vậy. Kureke hapshida. Tiếp theo, khi xúc xa, te chân xô ổn chê hát kêu. Te chân xô là gì ạ? Các bạn nhớ chân xô là gì không ạ? Chân xô là dọn vệ sinh. Nè, dọn vệ sinh. Ừ, dọn vệ sinh, te đây là đại, tổng vệ sinh ấy. Khi nào chúng ta làm tổng vệ sinh ký túc xá? 이번 주말에 모두 쉬니까 모두 là tất cả. 이번 주말에 là vào cuối tuần này. 모두 là tất cả. 쉬니까 là vì nghỉ. Vì cuối tuần này tất cả nghỉ. 이번 주에 합시다. Chúng ta làm trong tuần này. Câu số 3 này. 외출할 때는 주입문을 꼭 닫읍시다. Cái này trong cái chỗ
nội quy ở trong ký túc xá bên trên chúng ta vừa học xong đấy. Đấy, chúng ta lưu ý nhé. Cái pờ đi với ướp chi đà này chúng ta, đó là chúng mình hoặc là chúng ta hãy cùng nhau làm việc gì đó thì chúng ta sẽ dùng cái này. Ví dụ như là chúng ta nói cùng đi, cùng đi nhé, thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Cáp chi đà. Đây đúng rồi, cáp chi đà. Cáp chi đà. Ok. Ví dụ cùng ăn nhé. Cáp chi đà. Cùng ăn nhé. Mơ cướp xì đà. Mơ cướp xì đà, đúng rồi. Còn cùng ăn cái gì, cùng ăn với ai thì chúng ta thêm vào nhé. Chứ không phải chỉ đơn giản là cùng ăn nữa. Nhé các bạn nhé. Ok. Ví dụ như là cùng nhau đi xem phim nhé, nói như nào? Cùng nhau xem phim nhé. Ô đâu hết rồi, mọi người đâu hết rồi? Ta thì dòng hòa rừng búp xì tà. Đã dùng búp xì tà thì không cần cả chi nữa nhá Trang nhá. Nè. Ok. Ok. Thế các bạn biết làm cái này rồi. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào cái bức hình này và chúng ta điền những từ vựng ở bên dưới vào từng cái số phù hợp ở trên cái bức tranh này ạ. Ok, chúng ta điền pang vào cái nào ạ? Số 1. Pang là số 1. Một tô cứ điền đi ạ, không sao. Số năm ốc tô là số 5 rồi. Ok, cái 4 nó là dính vào cái cửa đúng không? Cái cây tan là cái số ấy ạ? 3. Ba đây này, cây tan cầu thang. Tiếp theo chú đi mùn số ấy ạ? Chú đi mùn là số 4 ạ. Chú đi môn đây, chú môn. Ok. Tiếp theo, xe taxi. Xe taxi là phòng giặt, đúng không ạ? Hai. Rồi. Chào Jin, hình cuối cùng, đúng không ạ? Là số 6 ạ. Cái này thì rất dễ nhìn phòng chúng ta biết. Và bây giờ chúng ta như này ạ. Môn trang ngân ích cô, mà chứng viên ồ, chứng viên ích, chứ chi hà diều. Chúng ta hãy đọc câu văn và cái nào chúng ta thấy đúng chúng ta đánh dấu x và đánh đúng đánh dấu o và sai chúng ta đánh vào dấu x. Và bây giờ mời các bạn sẽ tự làm và tự dịch nhé. Tôi sẽ để cho các bạn là khoảng độ 10 phút đấy. Chúng ta làm nhanh nhé, khoảng độ 5 phút chúng ta sẽ là đến 47.
Và chúng ta làm các bạn ơi. Đầu tiên câu số 1 trang dịch như nào nhỉ Trang nhỉ? Bốc tôi môn cơ nâng tu chi map si tà. Đừng có để đồ hành lang. Có cái gì có. Người ta bảo là đừng để đồ ở ngoài hành lang. Này. Chúng ta là đặt để chi map si tà, chi map seo đừng. Đừng để đồ ở hành lang. Cái này đúng hay sai ạ? Đúng ạ. Đúng. Nào thứ hai. Số 2 ạ. Mà Hiếu ạ. Cô nên kê ta nên chân số 2 cô hấp sĩ ta. Hôm nay hãy cùng dọn vệ sinh. Hãy có hàng. Cái đấy. Hôm nay hãy cùng dọn cầu hãy dọn vệ sinh cầu thang. Cùng dọn cầu thang đúng không? Cái này có được không ạ? Được ạ. Được quá. Tiếp theo. Câu số 3. Trang nào câu số 3 này. Che ca mơn chơ xeo vô xin sa yông hạp chi ta. Câu này đúng hay sai? Câu này là tôi sử dụng phòng tắm đầu tiên. Đúng, tôi sử dụng phòng tắm trước nhé, đúng không? Đúng hay sai? Câu này. Đúng mà. Đúng rồi. Hiếu chọn câu này đúng hay sai? Em chọn sai. Em chọn sai. Tại sao sai? Em nghĩ theo cái kiểu tranh giành ấy, thế nên là em nghĩ là sai. Hả? Em nghĩ cái kiểu tranh giành, thế nên là tranh giành sử dụng trước, nghĩ sai. Đó, tranh giành trước, tôi dùng phòng tắm trước nhá, sao tranh giành trước? Do cách tịch của chúng ta thôi ạ. Đây đuôi câu này, đuôi câu cùng nhau làm việc, cùng nhau làm một việc gì đó. Đây là cùng nhau sử dụng và đây là chế ca của tôi. Đấy. Không có cái này ấy, thì chúng ta có thể đánh câu này đúng, nhưng có chế ca này chỉ có một người thôi, tôi, cho nên không sử dụng được cái cấu trúc câu này. Câu này chọn sai là đúng. Chứ không phải là vì để tranh giành nhà tắm đâu nhá. Hiểu nhá. Với bạn Trang chú ý cái đuôi câu này là đuôi câu cùng nhau làm một việc gì đó, tức cùng nhau đi tắm ấy. Tiếp theo, khi xúc xa e chín cô đơn tê đi cô ô chi mắc xì đà. Câu này đúng. Đúng quá, đúng không? Không đưa bạn vào trong ký túc xá. Bạn tức là người về ở bên ngoài thì còn gì nữa. Chi sơn mù ri pha sơn tuyển miên quan li nê gê yà kì hấp xì đà. Đúng hay sai? Khi mà nếu mà hỏng đồ đạc ấy thì phải nói chuyện ngay với phải nói chuyện với quản lý, có đúng không? Đúng. Thế thôi. Chúng ta sang đoạn hội thoại số 2. Đây là đoạn hội thoại số 2 là sử dụng cái phòng nóng, phòng lạnh này. Mùa hè bên Hàn Quốc thì nó có cái điều hòa để bật trong cái phòng nghỉ ấy. Nhiều khi chúng ta ở ký túc xá buổi tối chúng ta xuống xem TV chẳng hạn, thì chúng ta có thể là bật điều hòa lên để chúng ta ngồi đấy chúng ta xem. Nhưng thường là sẽ sử dụng nội quy là chỉ sử dụng phòng đó đến 10 giờ tối thôi. 10 giờ thì các bạn phải biết là tắt tất cả các thiết bị điện và chúng ta đi lên phòng nhé. Đây là quản Li Han và Quan Li In. Li Han là người quản lý nhé. Ajersi, chú ơi, Hyuke Siri chôm chun tê chân kín nán lô rừng kêu tô tuệ ô. Chân kín nán lô đây là cái lò sửa điện, cái sửa điện ấy. Kêu bật kêu tô tuệ ô, bật cũng được chứ ạ. Đấy. Chú ơi, Hyuke Siri là phòng nghỉ các bạn nhé. Chôm chun tê hơi lạnh, phòng nghỉ hơi lạnh.
Trương kỳ nà lô rưng kêu tôi thấy không? Tôi bật cái lò sửa điện được không? Cứ rớm nhớ, đương nhiên rồi. Kêu tôi thấy chỗ, đương nhiên là bật được rồi. Ôi! Yêu kê si đê, yên nên tổng an. Trong cái lúc, trong cái thời gian mà bạn có ở trong cái yêu kê si đấy, chà sa yông hà vô, hãy sử dụng thật là tốt. Đá gan tê nên, khi mà đi ra ngoài ấy, cốc suy chi rân cư cổ nhất định phải tắt cư là tắt tắt cái công tắc suy chi nhá, nhất định phải tắt cái công tắc và phu lơ cư tô pop pa nú xe ô và phu lơ cư đây là cái phích cắm ấy, phích cắm ấy. Thì pop pop là rút rút phích cắm ra nhá. Thế ông này ông bảo là đương nhiên rồi, trong lúc bạn ở phòng nghỉ ấy, thì sử dụng thật là tốt và khi mà đi ra ngoài ấy, thì nhất định phải tắt công tắc và rút cái phích cắm ra. À, rút phích cắm khi bạn rời khỏi. Nê Khrut kêu, vâng tôi sẽ làm như vậy. Ông quản lý này, ông quản lý này ông nói ạ, China bờ này nên vào cái lần trước ấy, áo mu tu ở mình đây, tức là chẳng có ai cả. À, mu tô là không có ai, ở miền tây không có. Nán lô ga kyo isoso, kyo isoso là đang bật, vì đang bật bật cái sưởi điện này. Cảm chắc nó là sưởi, tôi đã giật mình khi thấy lò sưởi điện vẫn bật khi mà không có ai ở đây. Thì em các em cứ hình dung là trong ký túc xá mà một cái sưởi nó cứ bật liên tục thế mà chả có ai cả. Thì có phải là nó rất là nguy hiểm đúng không ạ? Cứ đều vậy à? Khunin nal bonet neo, suýt xảy ra việc lớn rồi. Đó. Chega tarun chin gu tun hal te do xin gương sư ra go yagi hal keo. Và tôi sẽ nói với tới những bạn khác. Xin gương sư Rago nói gì ạ? Nói là hãy bạn hãy để ý Yaki Halkeo, tôi sẽ nói chuyện tôi sẽ nói chuyện với những người bạn khác là hãy để ý. Thì ở đây chúng ta có Amuto là không có ai, Cam chắc nổ lạp tà, Cam chắc nổ lạp tà là bất ngờ, và Khunini Nara là xảy ra việc lớn, Xin gương sư tà là để ý hoặc là chú ý được. Đấy. Cái đoạn này nó là như vậy. Bây giờ thầy giáo mời bạn Hiếu với bạn Trang đóng vai nhé. Bạn Hiếu là đóng vai là Li Han, còn bạn Trang sẽ đóng vai là Quan Li In. À, thưa sĩ, như cái sĩ này mô ở chung chung tê chân kỳ nàn lô nà chân kỳ nàn lô rừng kia tô tuệ ố. 그럼요. 키어 또 tuệ chô hưu kê si lê ít nâng tông an chan sa yông ha cô nàn can tê nâng cốc sư vi chi rừng cư rô phân rô cư tô bóp ba nột nột ư xê ô. Đủ ư xê ô. Ok. Chi nghe. Chi lan bơ. Mà hiếu, mà hiếu, mà hiếu, hiếu. Nghe. Cơn kêu. Chi lan bơ nê nơ. Amuto. Ốp nâng tê nan. Nan rô. Nan nô ca kia. Ít sơ sơ. Cam chát. Nô nát sơ yô. Rê yô. Cơ nan bun has nail jega tarun chin guten han han te han te han te to chin kyo to chin kyo sra ko yeki han kyo. Ok, bây giờ đổi vai lại nhé.
Bạn là Trang là Li Han, còn bạn là Hiếu sẽ là Quan Li In. À cho si hiu ke si ri chom chu un te chân chân ki nano rin kia to tuyo. Nhớ kia to tuyo chu hiu ke si ri hiu ke si ri ít nâng tông an chan cha gong ha ko na na kan te nen ko sui chi ren khu ko pun khu la khu to po pa not useo po pa no useo Bạn nói sao? Nè, cứ rất kèo. Hay cứ rất kèo cái gì mà cứ rất kèo. Cứ rơn kèo. Cứ rơn. Cứ rất là đâu. Cứ rơn kèo. Chị nàng bởi nè nè. Am, am tô ập nâng tê. Nà lô ca. Chơ y sơ sơ. Cam chắc. Nàng. Na lasseo. Kureo. Từ từ Trang này. Hiếu ơi, cam chắc no lasseo đấy, đâu là na lasseo ở đây đấy. Cam chắc na lasseo. No lasseo. À, no lasseo. Ai. Cam chắc no lasseo. Kureo. Khun nin nan bên. Bên hết nèo chế ca ta đơn chinh gu tinh hành thê tô xin kiêng sư ra cô he he yi han kiểu he ki han kiểu xin kiêng sư ra cô ye ki han kiểu sư kiêng sư ra cô he ki han kiểu từ Trang đọc lại đi ạ. Xin kiêng xin kiêng sư ra cô xin kiêng sư ra cô hen ki han kèo ya ki han kèo ya ki han kèo. Bây giờ chúng ta nghe nhé. Đề hoa 2. 아저씨, 휴게실이 좀 추운데 전기 난로를 켜도 돼요? 그럼요. 켜도 되죠. 휴게실에 있는 동안 잘 사용하고 나갈 때는 꼭 스위치를 끄고 플러그도 뽑아 놓으세요. 네, 그럴게요. 지난번에는 아무도 없는데 난로가 켜 있어서 깜짝 놀랐어요. 그래요? 큰일 날 뻔했네요. 제가 다른 친구들한테도 신경 쓰라고 얘기할게요. Chúng ta nghe lại này. Đề hoa 2. 아저씨, 휴게실이 좀 추운데 전기 난로를 켜도 돼요? 그럼요. 켜도 되죠. 휴게실에 있는 동안 잘 사용하고 나갈 때는 꼭 스위치를 끄고 플러그도 뽑아 놓으세요. 네, 그럴게요. 지난번에는 아무도 없는데 난로가 켜 있어서 깜짝 놀랐어요. 그래요? 큰일 날 뻔했네요. 제가 다른 친구들한테도 신경 쓰라고 얘기할게요. 오케이, chúng ta lại vào phần từ vựng ở đây. Neng nan bang ki, máy điều hòa nóng lạnh đây ạ. Thì đầu tiên có neng bang là phòng lạnh đấy. Aircon, aircon, các bạn chú ý nhé, có một số người là người ta đọc là aircon đấy, nhá. Chúng ta lưu ý là aircon, aircon. Tiếp theo là sơn phun ki là quạt. Những cái này chúng ta biết hết rồi đúng không ạ? Nan bang là phòng ấm,
Mùa đông thì cần phải có nan vang, bởi vì mùa đông ở bên Hàn Quốc rất là lạnh. Chân kỳ nán lô là sửa điện. Chân kỳ trang phan là chăn điện. Ở nhà các bạn có chăn điện không ạ? Không ạ. Có, nhà bạn nhớ có. Nhà tôi hai cái. Tiếp theo chúng ta có những từ khác. Suichi rin kyoda. Kyoda là bật. Suichi là cái công tắc nhá. Suichi rin kyoda. Kyoda là tắt. Các bạn lưu ý là kyoda, kyoda. Đây là hai cái dùng để chúng ta bật tắt các thiết bị, được chưa? Nhiều khi chúng ta kigeko, kigeko là tắt máy, bật máy, cũng tương tự như vậy. Tiếp theo, plugu, plugu chính là cái phích cắm này này. Nhá. Đây này, plugu này. Thì kota, kota là cắm vào. Nhá. Bóp ta là nhổ ra, rút ra. Đấy. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ mỗi người đọc lên một lần cái mấy cái từ vựng này. Đầu tiên mời Trang đọc đấy. Nhan pang. Aircon. Sơn phung kỳ. Nan pang. Chân kỳ nano. Chân kỳ trang pan. Sui chi rin kia ta. Sui chi rin cư ta. Phân lơ cư rin cốt ta. Phân lô cư rin bóp tả. Thế mỗi lần em nấu cơm bằng nồi cơm điện ấy, em cắm cái phích vào thì đấy là cái gì ạ? Hành động đấy là gì ạ? Flo gurun kota. Không, kota em cho cả đuôi câu vào thì thành gì ạ? Cắm nồi cơm điện à? Bóp bóp sốt. Bóp sốt. Em cái nồi cơm là chân kỳ bóp sốt, chân kỳ bóp sốt. Còn cái việc cắm ấy thì em chỉ nói như này và thêm đuôi câu IOIO vào đây thôi. Chân kỳ bắp sốt là phân lơ cơ rinh chơ cơ chơi ổ. Cô rất là cô nên cơ đâu. Cô chơi ổ. Cô chai ổ. Có ô sao lại thêm ớ. Cô chai ồ, nó là cắm. Cô chai ồ. Được chưa? Bây giờ này, bạn Trang cắm nồi cơm rồi, chín cơm rồi, rồi bạn Hiếu rút cái cắm thì nói như nào? Hello, couldn't Popayo. Popayo, ok, Popayo. Thế còn bảo là cắm, phích cắm cho tôi nói như nào, Trang? Phích cắm cho tôi. Cắm cho tôi cái phích cắm. Pulo kuren ko cha chuseo. Ok, ok. Thế bây giờ nha, bật cho tôi cái công tắc thì nói như nào, Hiếu? Switch는 켜 주세요. Rồi, 켜 주세요. Đúng thế. Tiếp theo, tắt cho tôi cái máy tính. 컴퓨터는 tắt cho tôi máy tính, bật cho tôi máy tính, giống nhau sao? Đang lấy phần là cái chỗ này thì nó chưa cứ thì thành cơ. Cơ yếu hoặc là cơ chung xe ô, tắt cho tôi.
Computer은 꺼주세요. 끄든 꺼. Hai bạn có hiểu không? Nè. Gặp nguyên âm ư biến thành 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 a khi đằng trước nó có a hoặc o. Mà đây đằng trước nó cư thì làm gì có a hoặc o? Có mỗi chữ cư ấy. Thì nó phải biến thành ơ chứ. Nhá. Ok, cái này chúng ta lưu ý là chúng ta sử dụng thoải mái nhá. Thực tế bật điện, bật quạt, bật máy tính, bật máy giặt chúng ta cũng có thể dùng được cái này. Cắm ô tô cái phích cắm gai dùng cái này luôn ạ. À, lưu ý như vậy nhá, đây là thực tế đấy ạ, chứ không phải là đùa đâu ạ. Mình ngồi đây nhưng mà mình lười, mình nhờ tên người Trung Quốc kia nó cắm hộ cái sạc thì cũng phải bảo là clerk cô cha chú xeo thấy chưa. Lười thì phải mồm mồm miệng đỡ chân tay, không muốn đỡ chân tay thì không cần phải mồm miệng. Nào, tiếp theo chúng ta có động từ đi với nâng công an. Động từ có cụm đáy hay không có cụm đáy đều đi với nâng công an hết, đó nghĩa là trong lúc làm cái hành động này. Ví dụ như là cha nâng công an, cha nâng công an là gì ạ? Trong lúc ngủ. Trong lúc ngủ. Rồi ạ. Hanui khanun dong an. Hanui khanun dong an trong lúc đi Hà Nội, trong khi đi Hà Nội. Kongbu hanun dong an trong lúc học. Nhá, chúng ta cứ như vậy thôi. Trong lúc đi chợ, trong lúc đi chợ thì thầy giáo đến nhà thì nói như thế nào? Dạ. Trong lúc đi chợ thì là đến nhà. Trong lúc em đi chợ thầy giáo đến nhà em. Si Trang nên công an. Si Trang nên công an. Đi ở đâu? Đi chợ là si cái gì? Si Trang nghe. Trang ơn. Em ơi, si chang e ka ta cũng là đi chợ, chang ơn po ta cũng là đi chợ, cũng sao cả. Chang ơn chang ơn po po nên công an. Ok. Sơn thân niên chi pe. Sơn thân niên chi pe. Sơn thân niên chi pe wai o, đúng thế. Đấy. Ok. Trong lúc bạn Hiếu ngủ thì tôi học. Nói à, trong lúc thầy giáo ngủ thì tôi học, nói như nào Hiếu? Sơ sơ mi cha nên tông an. Cho nên cô bu hèo. Rồi. Trong lúc thầy giáo dạy học, trong lúc thầy giáo dạy học. Đó, trong lúc thầy giáo dạy học thì em đi làm. Nói như nào? Hiếu. Dạy là Karuchida ấy. Karuchida là giảng dạy. Sơ sen mê mừng Karuchida tông an. Cho nên Inhata. Inhale. 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 Đi làm thì có nhiều cách nói lắm em ạ. Ví dụ huê say kata cũng là đi làm. Đó. In haru kata cũng là đi làm.
Inhale cũng là đi làm, là làm việc. Em thích dùng cái này dùng. Inhalen tông an cho nên ai inhalen tông an em ơi. Hiếu si inhan hiếu si inhan nên tông an cho nên chip chip bê chip bê oai o oai o chip bê ít soi o à ít soi em ở nhà nhà mình dùng ít à. Ở đây câu số 1 này, ví dụ này. Đang bằng hơn 하는 동안 창문은 열면 안 돼요. Đấy, nếu mà trong lúc mà làm phòng lạnh ấy, thì nếu mở cửa sổ thì không được. 얼른 창문은 닫을게요. 얼른 đây là nhanh, là tôi sẽ đóng cửa ngay. Và câu thứ hai, bạn Trang làm giúp thầy giáo. Câu thứ hai này. Nè. 밖에 나가 있는 동안 내는 전기 창 전기 창판을 꺾으세요. 네, 알겠습니다. 전기 창판은 cái chăn điện. 좀 네. 좀 히히 trong khi đi ra ngoài thì cần rút chăn điện ra. Tắt. Vâng. Tắt cái chăn điện. Tắt. Nhất định phải tắt chăn điện. Tắt chăn điện ra. Này, ra đâu, vâng, nhất định phải tắt cái chăn điện thôi. Dạ, vâng. Không bật nữa. Đây, Alexander, vâng, tôi hiểu rồi. À, câu số 3, bạn Hiếu dịch này. Vừa đọc còn dịch luôn, đọc câu nào dịch tôi lấy luôn. Khi này là nơ bùn cô kì mang tên chula Bulgogi mantel chul ara? Bulgogi mantel chul ara? Bạn có biết làm cái món bulgogi không? Hoặc là cậu có biết làm bulgogi không? Ani không. Chan murundeo. Chan murundeo. Tôi không biết. Kurum. Nega internet sơ chăn nên đồng an. Nó nên thăng nên chôm. Chi sơ chùa. Các bạn không quen cái kiểu nói ngang hàng cho nên là người ta bỏ hết cái đuôi câu vô đi rồi các bạn. Bởi vì bạn bè mà. Ok, bạn Hiếu dịch đốt câu cuối nào. Neka internet sơ chăn nên đồng an nên nên tăng cân chôm si sơ ở si sơ chùa. Vậy thì để, trong khi tìm bằng internet thì trong khi tôi tìm trên internet thì bạn nên bạn tăng gần là cà rốt, chôm là làm ơn, xi sơ là rửa, chua là cho tôi. Trong lúc tôi tìm công thức trên internet thì bạn rửa cho tôi cái cà rốt. Cho tôi. Đấy, bạn rửa cà rốt cho tôi. Được chưa? Nhá. Phần luyện tập này chúng ta có mấy cái thiết bị này các bạn điền vào giúp tôi với ạ.
Đầu tiên ạ, cái hình số 1 đây là cái gì ạ? Aircon. Về aircon. Số 2. Suichi. Suichi. Về số 3. Số 3 là Fuloku. Fuloku. 4. Fuloku. Sơn Phung Kỳ. Sơn Phung Kỳ. Để Sơn Phung Kỳ. Và số 5. Sơn Kinaro. Sơn Kinaro. Hai cái này đọc là thành hai chữ L em nhé. Đá lộ. Okay. Đây ạ, à, hai câu này mỗi bạn làm một câu giúp thầy giáo. Bạn Trang làm câu 1 và bạn Hiếu làm câu 2 nhé. Trang thử làm câu 1 đây Trang ơi. Này. Sơn phung kỳ rừng kia cô chăm miên án tuệ ồ. Nè. Chò nè. Cha nên tông an nè nên sa yông ha chi án nên kèo. À, nếu bất quạt mà ngủ ấy, thì không được. Vâng. Trong khi ngủ ấy, thì không sử dụng. Tôi sẽ đúng không? Tôi sẽ không bật quạt, không sử dụng quạt. Ok. Bạn Hiếu câu hai nè, Hiếu ơi. Chân kỳ trang phan chôm biên lia chun suy sơ. Hỏi câu hỏi là biên lia chun suy sơ. Mình đi hỏi người ta để mượn cái trang điện. Suy sơ. Cơm yếu chê ca cô hàng nghề. Cô hàng nghề ít nên tông an. Ít nên tông an biên lia chúa sao rồi hai số hai mới đúng. Chế ca cuối hàng nghe ít nên tùng an trong lúc mà tôi ở quê sai ông haseo hãy dùng đi. Bên trên câu trên người ta hỏi tôi có thể bạn có thể cho tôi mượn cái chân khi trang phan được không. Em hiểu chưa? hiểu chưa Hiếu ơi? Hiểu rồi. Còn bên dưới là chuốt rồi ồ. Pin lia chuốt rồi ồ. Tôi đã cho người khác mượn rồi. Nha Hiếu nha. Đã cho người khác mượn rồi ấy. Chứ không còn phải bạn khác thì mình không mượn được đâu. Đây. Hiếu kia xin sai ông hà nên tùng an quốc chị kia chung dèo. Đây là Hiếu kia xin ấn nên công chi môn in mì ra. Đây là cái thông báo của cái phòng chờ. Đọc kỹ và trả lời câu hỏi. Thứ nhất, ở phòng chờ thì thường người ta sẽ dán cái nội quy sử dụng này. Thì đây chính là cái mà trong lúc mà các bạn sử dụng Hiếu kia xin ấy, nhất định phải thực hiện. Đầu tiên số 1 là Hiếu kia xin ấn công trang sô in mì ra. Các bạn biết câu này là gì không ạ? Công công trang sô là gì ạ? Trang sô là gì ạ?
Địa điểm. Đúng rồi, công công là công cộng. Địa điểm công cộng. Đúng rồi. Hyukesin là phòng nghỉ. Phòng nghỉ là nơi công cộng. Cho nên là 다른 사람은 배려 합시다. Hãy giúp đỡ người khác, hãy để ý đến người khác nhé. Đừng gây tổn hại đến người khác. Tiếp theo này, số 2 này, Hyukesin은 금연 구역입니다. 금연 là cấm hút thuốc, 구역 là khu vực. Hyukesin là khu vực cấm hút thuốc. 담배는 흡연실에서 피웁시다. Hãy hút ở cái phòng mà hấp연실 ấy. Hấp연실 là cái phòng hút thuốc lá, nơi hút thuốc lá, nơi hút thuốc lá nhá. Tiếp theo số 3. Hyukesin은 식당이 아닙니다. Các bạn dịch cho tôi câu này. Chích tăng y à nim đi đà. Ủa không dịch được à? Chậm thế. Chích tăng là gì? Nhà hàng. Nhà ăn, nhà hàng. À nim đi đà. À không phải. Ừ đúng rồi, không là nhà ăn. Không phải là nhà ăn đâu. Nem xe là nên ẩm dịch bùn ơn. Xích tăng ở sơ tư dê hồ. Những cái món ăn mà có mùi ấy, nem xe là mùi nhá. Nem xe là mùi này. Nem xe na tà là có mùi. Nem xe na nên ẩm dịch mùn là những cái đồ ăn có mùi ấy. Thì xích tăng ở sơ tư dê hồ. Thì hãy ăn ở nhà ăn ấy. Đừng mang lên cái phòng phòng nghỉ mà ăn đâu nhá. Lại mang cả xôi hành lên lên phòng nghỉ thì nó đuổi ra ngoài đấy. Tiếp theo, Hyukesin에서 나갈 때 khi mà ra khỏi cái phòng nghỉ ấy, 아무도 없으면 nếu không có ai. Nếu không có ai. 블루그는 뽑고 나갑시다. Thì rút cái phích cắm ra và đi ra ngoài. Rút phích cắm ra rồi đi ra ngoài. Đây, 이용 시간 오전 10시에서 오후 10시. Dạ, 이용 시간 là thời gian sử dụng đấy ạ. 오전 10시 10 giờ sáng, 오후 10시 10 giờ tối. Dạ. Thế đây ạ, các bạn xem này. 휴게실에 규칙은 잔 지킨 사람은 모두 고르십시오. 휴게실에 규칙은 cái quy tắc của cái phòng nghỉ ạ. 잔 지킨 사람 là cái người mà thực hiện tốt ấy. 모두 고르십시오. Hãy chọn. Chọn người nào ạ? Các bạn có xem không? 23. Đúng rồi, 23. Thì cái số 1 ấy là hút thuốc lá thì đây ăn cái đồ ăn có mùi đúng không ạ? Thì không được. Còn cái số 4 thì là đúng 11 giờ quá giờ. Quá giờ rồi, không được. Đúng không ạ? Đây là phần cái Hàn Quốc cư hiêng thề, hình thức cư trú của người Hàn Quốc ấy. Thì như bây giờ ở bên Hàn Quốc ấy, người ta kiếm một cái lô đất mà khoảng độ 100 mét vuông thì nó khoảng độ 22 tỷ Việt Nam. Một lô đất ấy nhá. Cho nên là bây giờ cái lựa chọn tốt nhất vẫn là chung cư. Các bạn nhá. Ở Hàn Quốc thì có nhiều cái hình thức cư trú, ví dụ như là apartment là chung cư là rất là nhiều. Ở Việt Nam cũng nhiều. Đặc biệt ở Thái Nguyên cũng thấy xuất hiện rất là nhiều khu chung cư rồi. Ví dụ chung cư Tiến Bộ, TVCO hoặc là ở Minh Cầu thì có chung cư TNG. Đúng không? Tiếp theo hình thức thứ hai đó, hình thức thứ hai đó là chu thép. Chu thép đó là nhà riêng. Thì cái này nhà rất là giàu, có đất để mà ở đấy ạ. Tôi cũng thấy là một số nước bây giờ người ta đánh thuế trên đất ạ.
đánh thuế trên đất thì nhiều khi là người ta người có tiền cũng không mua đất nữa. Tôi không biết là dần dần Việt Nam có đánh thuế đất hay là không. Chứ bây giờ cứ mỗi nhà 4.000 mét vuông, 5.000 mét vuông thì sau này ta không biết đánh thuế đất như thế nào. Tiếp theo, volume. Volume đây là phòng trọ khép kín. Đó, phòng trọ khép kín. Tiếp theo là kosion. Kosion đây là phòng ở giá rẻ. Và chúng ta có thể nói là những nhà trọ này, nhà trọ giá rẻ. Kosion. Thì đấy là những cái hình thức cư trú. Chúng ta có thể là ngoài ra thì chúng ta còn có những cái hotel, motel hoặc là những cái yêu quan nghỉ ngắn hạn dành cho khách du lịch chẳng hạn nhé. Ok, đấy là cái phần bài hôm nay chúng ta học, và bây giờ chúng ta sẽ làm luôn cái phần EBS topic luôn ạ. Các bạn làm luôn được không ạ? Nè. Bạn Hiếu có đây không? Bạn Hiếu. À có. Vâng, bạn Hiếu ơi, làm luôn EBS topic nhé. Vâng. Ok. 37과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 밤에는 큰 소리로 떠들지 마세요. 지 마세요. 있는 그림을 고르십시오. 1번 밤에는 큰 소리로 떠들지 마세요. 2번 난로를 사용한 후에는 반드시 플러그를 뽑아야 합니다. 2번. 난로를 사용한 후에는 반드시 플러그를 뽑아야 합니다. 3번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 아유, 더워. 휴게실 에어컨이 또 고장 났네요. 그래요? 날씨가 많이 더워져서 냉방이 안 되면 힘든데. 그러게 말이에요. 선풍기라도 가지고 올까요? 네, 그럼 부탁해요. 저는 얼른 관리인 아저씨에게 이야기하고 올게요. 더워. 알맞은 대답을 고르십시오. 아유, 더워. 휴게실 에어컨이 또 고장 났네요. 그래요? 날씨가 많이 더워져서 냉방이 안 되면 힘든데. 그러게 말이에요. 선풍기라도 가지고 올까요? 네, 그럼 부탁해요. 저는 얼른 관리인 아저씨에게 이야기하고 올게요. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 관리실에서 알려드립니다. 요즘 기숙사에 규칙을 지키지 않는 사람들이 많은데 모두 신경 좀 써주세요. 규칙을 다시 말씀드릴 테니까 잘 듣고 꼭 지켜주세요. 먼저, 담배를 피울 때는 흡연실을 이용해 주시기 바랍니다. 또, 방에서 조리기구를 사용하면 안 되고요. 외부인을 기숙사에 데리고 올수 없습니다. 마지막으로,
휴게실 이용 시간은 밤 10시까지니까 꼭 지켜주십시오. 번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 관리실에서 알려드립니다. 요즘 기숙사에 규칙을 지키지 않는 사람들이 많은데 모두 신경 좀 써주세요. 규칙을 다시 말씀드릴 테니까 잘 듣고 꼭 지켜주세요. 먼저 담배를 피울 때는 흡연실을 이용해 주시기 바랍니다. 또 방에서 조리기구를 사용하면 안 되고요. 외부인을 기숙사에 데리고 올 수 없습니다. 마지막으로 휴게실 이용 시간은 밤 10시까지니까 꼭 지켜주십시오.
Mọi người làm xong chưa? Bạn Hiếu làm xong chưa Hiếu ơi? À, xong rồi. Vâng. Hiếu thì đọc câu số 1 nè. Cần nghe nè. Số 1. Cứ đọc từ số câu 1, đáp án câu 1, 2, 3, 4, 5 luôn. Đang chọn đáp án đấy. Chọn ý 1, câu 2 chọn ý 3. Câu 3. Câu 3 là chọn ý 2. Câu 4 là số 2, 10 giờ. Câu 5 là chọn ý 4. Sao chọn ý? Câu 5 là đúng rồi, câu 5 chọn ý 4. Câu 5 là chọn ý 2 em ơi. 5 chọn ý 2 á. Chọn ý 2. Đầu tiên đấy, chọn ý 2 thì sao lại chọn thành ý 4? Đây này, chọn cái người mà không tuân thủ cái nội quy, đó là vẫn đưa bạn vào trong, mời bạn vào trong ký túc xá này. Thêm nữa là cái câu số 3 ấy nhá. Bây giờ đang gặp vấn đề gì mà hai bạn này bạn kêu nóng? Đó là chính là điều hòa bị hỏng. Đó. Chứ không phải là quá không có. Điều hòa hỏng xong rồi người ta mới đi lấy quạt. Nhá, hiểu nhá. Hiếu nghe thấy không Hiếu ơi? Có. Ok. Bây giờ mình sang phần đọc ạ. À. Cái này em sai câu 3 và câu 5 rồi. 3 và câu 5. Sang phần đọc thì cái đầu tiên là cái đọc. Điều hòa đúng không? Điều hòa, aircon. Cái thứ hai là thứ hai chọn đáp án 2. Rồi, đây là tắt đúng không? Tắt công tắc. Câu số 3 thì chọn đáp án 3. Sai, đáp án 2 em ơi. Hai, đen bang. Đen bang season, carton. Aircon carton đen bang season nên yuan vô thơ. Tức là đen bang vào đây. Đen bang season nó mới là như là aircon. Những cái thiết bị phòng lạnh. Những thiết bị phòng lạnh như là điều hòa thì có thể sử dụng từ tháng 6. Đấy. Chứ không phải là sơn phun kỳ si sơn. Nhá. Cái này chúng ta dịch ngược từ dưới này lên này. Đó. Nen băng si sơn. Eo phun cạc thân. Đấy. Nó giống như là những cái điều hòa. Thì chúng ta chọn ý 2 đúng. Nhá, hiểu nhá. Vâng. Câu số 3 ý 2. Đúng. Câu số 4 chọn đi mấy nhỉ? Hiểu gì? Câu số 4 á. Câu số 4 là chọn số 1. Sai. Ý 2. Hai. Cạp chi nhá. Người ta nói là cạp chi kê tan chân sô hà cái ô. Cạp chi là cùng nhau. Cùng nhau. Thì cạp chi thì chân sô hấp chi ta. Vừa. Tại vì vừa nãy là em thấy thầy bảo bạn lúc Trang lấy cái ví dụ gì thì thầy bảo là dùng cạp chi nữa. Tức là có cũng được, không có cũng được. Không cần nhất thiết phải nói cạp chi vào, bởi vì cái đuôi câu này nó đã cùng nhau rồi. Đấy. Thì em lại cứ nghĩ vừa nãy thầy bảo thế, thế nên là nếu mà có cả chi rồi thì không cần dùng cái đuôi ấy nữa. Không còn phải, tức là dùng cũng được. Không nghĩa là nói nhiều khi mình không cần phải nhắc đến cả chi cũng được rồi, bởi vì cái đuôi câu này nó đã là cùng nhau rồi. Có nghĩa là cái đuôi câu này thì có cả chi cũng được mà không có cả chi cũng được. Đúng rồi nhá. Hoặc là ha cô hoặc là ham kê cũng thế thôi, qua cũng thế thôi. Nhá. Rồi câu số 5, chọn ý mấy ạ? Câu số 5 á, câu số 5 em chọn ý 2.
2, 4 ạ. Phải hết. Ừ. Y4 đây ấy. Đó, Y4 đây đó là người quản lý, người ta đi dọn vệ sinh cái phòng tắm. Nhưng không, em cứ nghĩ là xem có ông quản lý tòa nhà nào đi dọn vệ sinh phòng tắm cho em không? Đây này, phòng tắm và phòng giặt ấy thì hăng sang ke kage quản lý am mira. Quản lý hapsida tức là chúng ta phải quản lý cái việc để cho nó luôn luôn sạch sẽ cái phòng giặt và phòng tắm ấy. Tức là chúng ta là người quản lý chứ không phải là người quản lý đi dọn vệ sinh hay dọn vệ sinh phòng tắm. Cái này là cái không đúng, cho nên chúng ta mình chọn cái này, ý số 4. Thế là sai mất 3 câu hay 4 đấy. 3 câu nghe sai hết. Đâu, câu nghe em đúng 3 câu thôi. 3 câu đọc sai hết. 4, 3 câu đọc, 3, 4, 5, 3, 4, 5 sai hết à? 3, 4, 5 sai hết. Thế câu 3, câu 4 này em chọn ý 1 à? Câu 4 thì đấy, câu 4 thì em phải chọn ý 1. Ok. Thế hôm nay thì bài hơi kém rồi, 5 điểm. 5 điểm. Không sao. Nói chung là đi thi nó không đến mức độ không hoàn ngành như thế này đâu. Đây này, Hiếu ơi, thầy giáo nói thật, nó sẽ có khoảng độ 50% là những câu phần đọc ấy, nó như kiểu câu số 4 hoặc câu số 5 này. Cái dạng câu 3, câu 4 này là rất nhiều. Chứ còn câu 1, câu 2 trong vòng 20 câu đọc ấy, thì câu 1, câu 2 chắc nó chỉ có 2 câu như thế này thôi. Hai câu nó đặt câu như thế này thôi. Chứ còn chắc là từ này chẳng có câu nào nó cho từ vựng đâu. Chủ yếu này, người ta đặt câu như bên dưới này. Vâng. Ok, buổi học này chúng ta dừng ở đây nhé. Nè. Rồi, ok. Chú Hiếu và gia đình ngủ không? Arigato gozaimasu. Đấy, kawasamida. Arigato gozaimasu. Đấy.